Chào mấy anh em nha. Vương Mô Tô sẽ giới thiệu cho anh em một chiếc xe FZ150i. Này là FZ150i xài phun xăng điện tử nha anh em, FI nha. Phiên bản mới nha, đời 2015 đầu 2016. Odo nó chạy được 23.000 cây số. Xe này cũng còn tương đối đẹp, xe này trên 90% nha. Xe này còn rất đẹp, ốc vít còn rất là sáng luôn nha. Trắng bóng luôn, trắng tinh luôn nha. Xe này dán keo nguyên chiếc luôn nha anh em, bình xăng bình chiếc rồi dán keo hết nha. Này keo dán nguyên chiếc luôn nha. Đèn đuốc cản rồi đầy đủ, kính chiếu hậu rồi đầy đủ. Này xe còn rất đẹp nha anh em. Cái dòng này chạy FI nó rất là lỡ xăng nha. Xài một cái phục chính giữa rất là to là rất là đẹp. Xe này nhúng rất là êm luôn. Xe này biển số thành phố nha, mua bán công chứng cho anh em đầy đủ trong ngày luôn nha. Đặc biệt mấy anh em ở xa mình lên tranh thủ công chứng trong ngày cho anh em về luôn nha. Xe này có trang bị chuyển chống đứng đầy đủ hết nè, rất là tiện lợi luôn nha. Máy rất là êm luôn, nổ rất là êm, thì thầm luôn để lắc mình nổ tiếng máy lên cho anh em nghe luôn. Xe này chạy FI nên nó rất là lợi xăng nha anh em. Xe này chạy trên 40 cây số 1 lít xăng nha. Cái dòng này là cái dòng FI nha. Dòng phiên bản mới nha, chứ không phải phiên bản đời cũ không có FI nha. Này Odo 23.000 cây nha. Có gì thì nói đó chứ không bao giờ tua đồng hồ nha. Chạy được bao nhiêu thì mình nói bao nhiêu thôi. Đây mình nổ tiếng máy lên cho anh em nghe luôn. Rất là ấm luôn, tiếng bô rất là ấm luôn. Tiếng máy nổ rất là êm. Bô này rất là ấm luôn. Xe này có mua gì có đổi xăng vô chạy thôi. Xe này rất là ngon luôn. Không phải làm một cái vấn đề gì hết. Rồi, anh em coi xem nhớ đăng ký kênh, đây là có xe mới mình lên cho anh em tham khảo nha. Dòng này là dòng thể thao, có dòng cổ điển, anh em nào đam mê mô tô thì vô kênh mình đi rồi đăng ký đi rồi mình có xe mình lên cho anh em tham khảo. Dòng cổ điển, dòng thể thao, dòng đời mới rồi cũng có hết nha. Riêng xe này là còn rất đẹp. Anh em nào kế cái xe này thì điện thoại chốt giá cho mình nha. Số điện thoại mình 0906859709. Hoặc là qua cửa hàng mình ở 143 đường Phan Anh. Bởi vì qua cửa hàng đi anh em nhiều có sự lựa chọn hơn nha. Đây, xe này còn rất đẹp, ốc vít được còn rất là sáng luôn nha anh em. Máy móc chưa đụng tới một con ốc luôn nha. Xe này còn rất là đẹp luôn. Rồi anh em nào thích cái xe này điện thoại chốt giá cho mình nha. Rồi chào tạm biệt mấy anh em nha.